Thời điểm nghỉ hè, tình trạng người dân, nhất là trẻ em đeo bám, trèo kéo du khách tại khu du lịch Sapa lại tái diễn, thậm chí có dấu hiệu gia tăng. Quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước giảm thiểu và chấm dứt tình trạng này được thị xã đặc biệt quan tâm trước thềm sự kiện 120 năm du lịch Sapa sẽ diễn ra vào thời gian tới. Mời chào, lẽo đẽo bám theo du khách để bán hàng cho bằng được. Những hình ảnh này vẫn thường thấy tại nhiều điểm du lịch của Sapa. Du khách càng đông, số lượng trẻ bán hàng rong càng nhiều. Có cái tình trạng trẻ em xin tiền và đi theo vòi vĩnh khách ấy, thì là thấy mất đi được cái vẻ đẹp của Sapa. Cảm thấy du khách là cảm thấy rất là khó chịu khi mà các em bé cứ đi theo mà giả dụ như mình cho tiền mà một em mà các em khác lại đến để xin thêm ấy. Theo thống kê, hiện có khoảng trên 90 trường hợp là trẻ em, 40 trường hợp là người lớn bán hàng rong, treo kéo, đeo bám khách tại khu du lịch quốc gia Sapa. Lực lượng chức năng đã phải nhắc nhở trực tiếp từ các em nhỏ bán hàng rong. Nghiêm cấm là ra ngoài chợ ngoài kia mà chạy theo khách du lịch các thứ là rất nguy hiểm. Một là xe cộ, hai là bán hàng rong các thứ là cán bộ sẽ thu giữ hết nhá. Đấy, nói trước rồi. Đấy, bà con phải chấp hành cái việc ấy. Từ đầu năm đến nay, thị xã Sapa đã tổ chức tuyên truyền 1.126 lượt trên hệ thống loa thông minh, vận động 140 trường hợp ký cam kết không tham gia trèo kéo, đeo bám và ăn xin, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Cũng đã có nhiều giải pháp mới được đưa ra để có thể giải quyết dứt điểm vấn nạn này. Hiện nay trong các cát là không có trẻ em người già ăn xin nữa. Là công ty sẽ thu gom tất cả về cho trẻ em vào trong học hành, là học hành giữ lại cái nét văn hóa của dân tộc Hơ Mông, để tập trung để học lại những cái chữ Mông, để sau này trở thành cái văn hóa của người dân tộc Mông, giữ lại cái truyền thống và nét đẹp của văn hóa. Thời điểm này, thị xã đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, cùng với chỉnh trang đô thị, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh bán hàng. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân và du khách, các đơn vị kinh doanh du lịch vào cuộc để xóa bỏ tình trạng bán hàng rong, hướng tới xây dựng hình ảnh Sapa đẹp, thân thiện và văn minh.